Liêu và Đông Hải thì là cái nơi là dùng chiên tôm. À, như vậy thì những năm vừa qua đa số bà con nuôi tôm mà trên cái vấn đề nuôi khoảng cách thời tiết, khoảng cách đó thì gặp nhiều khó khăn trong quá trình nuôi. Trong đó phải kể đến đó là về cái thứ nhất là cái việc mà không xử lý được vấn đề gông. À, gông rất là nhiều, sạch gông rất nhiều và không diệt được triệt để. Nhưng anh có không? Có, trước đây là tôi có. Rồi giải pháp là anh xử lý chưa hiệu quả? Trước đây là có rất nhiều gông nhưng mà tôi cũng làm nhiều mô hình, nhiều anh em khác cũng có là triển khai làm nhưng mà không diệt được hiệu quả. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, tình hình nuôi của bà con ngày càng khó khăn do cái môi trường nước mạnh, rồi thêm cái nữa đó là bà con đa số là bị thất bại nhiều, cho nên dẫn đến một số bà con là không mặn mà tới việc nuôi tôm nữa. Có những hộ dân là có diện tích nuôi mười mấy công, thậm chí có hộ hai chục công rồi ba chục công cầm cố để bỏ đi Bình Dương làm. Tại sao? Vì họ nuôi không đạt hiệu quả. Cho nên đó là những năm vừa qua đó là nông dân của Đông Hải về nuôi tôm là khó khăn đó. Từ cái việc mà khó khăn như vậy cho nên đó là nó ảnh hưởng. Trong đó hãy nói thêm là cái về vấn đề mà bà con khó khăn quá, cho nên việc mà bắt con giống cũng chưa có phải là bắt được cái con giống tốt. Đa số bà con là có tập tính là trước đây là nuôi theo kiểu phó mặt cho trời, rồi bắt con giống trôi nổi, bắt con giống rẻ tiền nhưng mà lại muốn là làm sao là thu hoạch nhiều. Cái đó là cái tư duy của bà con, hình như tôi thấy đa số, cho nên họ không có thay đổi được cái tập tính là phải thay đổi về vấn đề làm sao để mà họ không biết được ở nơi đâu là con giống nào nó tốt để cho thả giống nó đạt hiệu quả cao. Rồi vô tình á thì tôi cũng làm nhiều cái, tôi cũng là học hỏi chỗ một số cái mô hình của một số anh em cũng có kinh nghiệm trong quá trình nuôi tôm chỉ làm nhưng mà hiệu quả cũng không chưa cao. Vô tình tôi năm vừa rồi đó là tôi phát hiện được là thằng em út của tôi là nó có cái diện tích vuông đó là rất lớn, nếu như tính theo cái tập điền đó còn gần 100 công tập điền đó. Thì như vậy là nó dùng cái sử dụng cái men vi sinh của 3979 của công ty 3979 là nó ủ cái men vi sinh, là trong năm vừa rồi là thằng em tôi nó thu hoạch chúng tôi đó. Từ chỗ đó là tôi mới tìm hiểu được chúng nhiều không anh? Chúng nhiều năm rồi chúng lớn, nếu là tính số lượng là nó thu hoạch là bạc vài trăm triệu chúng hết. Nhưng mà sao nó lại không chỉ anh em, không chỉ bà con? Tại vì lý do là thằng em tôi nó có mấy cái vấn đề là về cái vấn đề mà nó ít. Cái thứ hai á là nó sợ làm gần bà con không tin ở những nơi đó. Rồi nhiều khi mình chỉ chứ người ta chưa chắc tin, người ta chưa chắc tin đó. Cho nên á, từ cái chỗ đó là cho nên á, là nó cũng coi như là nó giấu kín luôn. Sau đó tôi tìm hiểu được thì tôi mới áp dụng là tôi với một thằng em nữa, thằng em cũng ở xóm thôi là cũng bạn với thằng em út tôi, là mới tìm hiểu được ra chỗ là thạc sĩ Tính nè, rồi kết hợp với công ty 3979 thì cuối cùng á là tụi tôi á là thực hiện được đó là trong vòng gần 3 tháng nay thì báo với bà con là bước đầu là nó có hiệu quả. Cái thứ nhất là về vấn đề diệt gông đó, diệt gông là tôi diệt triệt để đó, là đặc biệt là gông là nó chết là không dứt luôn, kiểu như là để cho nó quỷ luôn. Rồi sau đó là tôi đánh cái gò diêm để xử lý đáy xong rồi tôi mới gây cái thức ăn tự nhiên thì báo với chỗ tức và một số bà con để chia sẻ nuôi tôm. Thì cái sau khi tôi đánh cái men này thì bây giờ là trong vuông của tôi, nhưng bây giờ cái con là cà kêu đó, mà thường thường là bà con mình kêu mà có cái con tép kêu đó nhỏ chứ thì nó sinh rất là nhiều, kéo cái đàn luôn ở trong vuông. Và trong con nước vừa rồi mà khá, nói chung là cũng tổng là 2 triệu đó. Là cái miếng vuông của tôi là 22 công đấy, thì tôi thấy bước đầu là có khả quan. Trong đó là không những con tôm mà con cua luôn đó, là con cua là cái như là nó có hiệu quả. Thì thành công bước đầu đây chỉ mới thành công đầu thôi, thì tôi
tới công ty 3979, hãy cố gắng lên rồi làm sao mà đưa những cái sản phẩm của mình về đến tay bà con mà cái chất lượng như thế, thì tôi đảm bảo là bà con nông thôn ở cái vùng Nam Quốc Lộ, đặc biệt là bạn Đông Hải, Bạc Liêu, Bạc Liêu nó sẽ phát triển nhiều hơn. Tại vì đó, hôm qua là cái chỗ thằng em tôi là tôi mới dám. Rồi cảm ơn anh Phương chia sẻ rất là nhiều. Hy vọng ngày sắp tới cũng như là với sự hỗ trợ của công ty cũng như là anh học hỏi trao đổi thêm để mình càng ngày càng hoàn thiện cái quy trình nuôi thất tự nhiên cũng như sử dụng con sú và gia quá Mona chính để mình nuôi tôm càng hiệu quả hơn. Rồi sau đó là mình hỗ trợ những bà con xung quanh, tại vì em biết nuôi tôm này là nó học hoài à, nó không có đơn giản đâu. Thì nếu mà mình chịu khó, mình tìm tòi mà đúng hướng thì em nghĩ nó sẽ thành công đó. Rồi chúc anh là nuôi tôm hiệu quả ha, rồi dồi dào sức khỏe. Em xin cảm ơn. Rồi cảm ơn.